huyện Xuân Trường này là huyện đầu tiên của tỉnh Nam Định thực hiện cái phong trào xây dựng tuyến đê kiểu mẫu. Thì sau 2 năm chúng tôi đã xây dựng được 210 mét tuyến đê kiểu mẫu tại km số 1/98 đến cao 198 cộng 210 cấp xã Xuân Châu. Và tiếp tục chúng tôi đang xây dựng lối dài 600 mét nữa. Nói về cái hiệu quả của tuyến đê kiểu mẫu, đó là chúng tôi thấy là sau khi xây dựng tuyến đê kiểu mẫu thì cái quang cảnh đê xanh sạch và đẹp hơn, giao thông đi lại cũng thuận tiện hơn, và đặc biệt là cái tình trạng vi phạm đê điều được giải tỏa triệt để trong hành lang đê. Và đê kiểu mẫu xây dựng nên cũng góp phần phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Tuyến đê kiểu mẫu thì quang cảnh nó đẹp hơn mà người dân chúng tôi có ý thức hơn. Dân chúng tôi cũng góp tiền vào để dựng cột đèn chiếu sáng. Châu là địa phương được chọn làm điểm cái tuyến đê kiểu mẫu. Thì trong quá trình triển khai, các địa phương thì đã phối hợp với hạt quản lý đê điều thực hiện cái nhiệm vụ thì làm cái một số đoạn về tuyến đê kiểu mẫu. Thì sau khi với cái trách nhiệm phối hợp với hạt quản lý đê điều thì ban xã đã tuyên truyền bà con nhân dân có ý thức trách nhiệm bảo quản giữ gìn và quản lý cùng với các ban ngành đoàn thể như hội phụ nữ, đoàn thanh niên để làm tốt cái công tác này. Thì sau khi cái đoạn đê làm một kiểu mẫu ấy, thì mang lại cái hiệu quả là giảm được cái vấn đề vi phạm trong cái đê điều. Mặt đê thì xanh sạch đẹp, giao thông đi lại thì thuận tiện, làm môi trường là xanh sạch đẹp. Là đơn vị thi công thì chúng tôi đặt lại thi công cái đoạn đê kiểu mẫu này thì cũng cố gắng đạt chất lượng tốt nhất, cái này đúng thời gian tiến độ, kịp bàn giao cho đơn vị chủ đầu tư trong cái đợt cuối tháng 12 này. Triển khai và hưởng ứng cái phong trào xây dựng tuyến đê kiểu mẫu. Ngay trong năm 2016 thì tỉnh Nam Định đã thí điểm xây dựng tại xã Xuân Châu, Xuân Trường tổng chiều dài 210 mét và được người dân rất là đồng tình hưởng ứng. Và trên cơ sở đó thì năm 2018 này Nam Định tiếp tục triển khai thêm tại tuyến đê của huyện Nam Trực, huyện Mỹ Lộc và mở rộng kéo dài tuyến đê của Xuân Trường với tổng chiều dài khoảng trên 3 km. Thông qua cái việc xây dựng các cái tuyến đê kiểu mẫu thì cũng đã góp phần tạo cái thứ nhất là tôi cho là tạo cái cảnh quan môi trường luôn luôn xanh sạch đẹp, tạo những điểm nhấn về cảnh quan môi trường và góp phần vào cái xây dựng nông thôn mới. Thứ hai cũng góp phần hạn chế cái việc vi phạm pháp luật đê điều. Các cái hộ vi phạm có muốn vi phạm rất là khó vi phạm, khi đó thì đề điều đã được phân định rất là rõ ràng,
Thứ hai nữa là cũng rất dễ trong cái việc mà phát hiện những cái sự cố về ảnh hưởng về đê điều, nhất là trong cái mùa lũ bão. Thứ ba thì là thông qua cái phong trào này thì cũng giúp cho những người dân, đặc biệt những người dân sinh sống ở các vùng ven đê, nâng cao ý thức cộng đồng